bạn, trên tay bạn bánh mì là bộ trò chơi A kia kia mới toanh của Hộp Háo Hức dành cho các bé từ 4 tuổi, tới bố mẹ ông bà đều chơi được luôn. Chủ đề vòng quanh thế giới sẽ đưa cả nhà chu du tới những công trình kiến trúc và các điểm du lịch nổi tiếng khắp năm châu, trong đó có cả những danh lam thắng cảnh của Việt Nam mình nữa. Cùng chơi nhé! Ok, đúng, tòa nhà này tên là Taj Mahal ở nước India. Đây là một cái cổng rất nổi tiếng ở trong quần thể di tích Văn Miếu các bạn ạ. Khuê gì? Khuê là cầu. Golden Gate Bridge. Là gì, tiếng Việt là gì? Là cầu vàng. Cầu cổng vàng, đúng rồi.